Vậy là bây giờ chúng ta có cơ hội rồi. Mà nếu heo con mà đụng cái giải gì đó nha, coi như là thời cơ của heo con đã tới rồi đó. Ừ, vậy thì phải chúc mừng thôi. Cùng ly nha. Cùng ly. 100%. Vô. Vì ráng sống cho hạnh phúc nha. Chú hứa chú sẽ lo cho dì con chu đáo, con đừng có lo. À, bây giờ trước mặt mọi người, anh Quang Quý. Dạ. Lại gì nói nha. Lại gì? Trước mặt mọi người á, dì giao con Lăng Quăng cho con đó. Dạ. Dì biết là con thương con Lăng Quăng của dì lâu rồi, đúng không? Thương thì nói thương chứ có gì đâu mà ngại. Gì cái gì mà gì? Quang Quy, con có thương con Lăng Quăng nhà gì không hả? Dạ. Dạ gì cái thằng này, con trai phải mạnh mẽ lên chứ con hả? Con sao? Nhìn cái mặt nó là biết rồi. Thôi coi như nãy giờ dì không có nói gì nha, dì hiểu lầm. Ý con phải vậy đâu vậy? Con hứa với dì con sẽ chăm sóc cho Minh Hiền đàng hoàng. Sao? Con hứa với dì rồi phải không? Vậy là con xác nhận con thương con Lăng Quăng nhà dì đúng không? Dạ. Vậy thì dì giao nó cho con đó. Nè, em nó còn nhỏ lắm, con từ từ chỉ bảo nó nghe. Đi về quê vài bữa dì lên. Ở trên này có dì điện thoại cho dì liền nghe không? Dạ. Ngày mai con đi về dưới làm đám giỗ ba má con. Bà con mà có hỏi á, nói dì về không có được, dì sẽ ghé sau. À Quang Quy nè. Dạ. Ngày mốt á là giỗ ba má con Lăng Quăng. Mà bình thường á là hai dì cháu đi chung với nhau. Giờ nó đi có một mình nè, dì không có yên tâm chút nào hết á. Hay là con có thể sắp xếp đi chung với nó được không? Thôi không cần đâu dì. Sao mà không được chứ? Con gái con lứa đi một mình nguy hiểm lắm, dì không có yên tâm. Quang Huy, con có đi được với nó không? Dạ được. Vậy là em yên tâm rồi. Thôi dì đi nghe. Dạ. Dạ chờ một chút. Dạ, dạ. Đi bà xã ơi, nhà xa kêu kìa. Từ từ. Thôi dì đi nghe. Dì Dượng đi cẩn thận nha. Dì đi nghe. Dạ. Thôi, dì đi nghe. Dì với Dượng đi. À, tới dưới rồi dì điện thoại đẹp nha. Nha. Đi. Coi chừng nói giùm dì nha. Đi đâu đây? Tìm đây nè. Em yên tâm đi, thế nào dì cũng gọi điện về mà. Dạ. Thôi, mình đi thôi. Dạ. Chị cho em xem một chút. Anh lại mua điện thoại hả? Không phải cho anh, cho heo mợ. Anh rủ em đi là để mua quà cho Minh Hiền sao? Ừ, tại anh không biết phụ nữ bọn em thích cái gì nên anh rủ em đi chung. Thực ra phụ nữ thì người thích cái này, người thích cái kia. Nhưng mà không biết về cái khoản này thì tụi em có cùng chung sở thích hay không. Nhưng em biết Minh Hiền thích cái gì. Vậy sao? Anh đi theo em. Ngày mai mấy giờ xe chạy? Dạ 5 giờ. Ừ, được rồi. Vậy thôi anh đi trước nha. À, anh Quy. Chuyện gì vậy? Em muốn nói
Em muốn nói chuyện tình cảm với anh và em đúng không? Thật sự thì anh có tình cảm với em. Đến lúc này thì anh không muốn giấu em nữa. Minh Hiền, hãy cho anh một cơ hội nha. Anh không muốn ép em, nhưng anh mong em hãy suy nghĩ về việc này. Có thể trả lời anh vào ngày mai hay bất cứ khi nào cũng được. Chứ bây giờ anh nghĩ anh sẽ có đủ can đảm nói hết tất cả chuyện này với em. Vì anh sợ, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em mãi mãi. Hãy cho anh thời gian, anh tin là anh sẽ chứng minh được tình cảm anh dành cho em. Anh sẽ không làm khó em, hãy cho anh thời gian. Anh sẽ qua trước em. Đâu hả? Đi tắm. Đã tỏ tình rồi sao? Mà đâu phải là chuyện của mình đâu. Quang Huy cũng là người tốt mà. Sao khó ngủ quá vậy? Nóng quá. Bị sao vậy? Anh đi làm hả? Nè, tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi nè. Ăn đi. Cô sao vậy? Tối hôm qua không ngủ à? Sao mặt mũi thê thảm vậy? Bộ mặt tôi ghê lắm hả?
sáng không soi gương à? Ủa? Bình thường đâu có điệu. Chị mới được tỏ tình tối hôm qua thôi mà cũng thay đổi nhiều như vậy à? Không lẽ Minh Hiền yêu Quang Huy thật sao? Cũng đâu có thê thảm lắm đâu. Thì hơi có quần mắt chút đỉnh thôi bộ. Ăn đi. Tối qua Quang Huy đã nói gì với cô vậy? À, đâu có gì đâu. Cô không biết cách nói dối đâu á. Chiều nay tôi đi về quê để đám giỗ ba má tôi á. Ở đâu? Ở bên nước Long An. Cô đi một mình à? Không, tôi đi chung với anh Huy nữa. Hôm qua Quang Huy đã tỏ tình với cô phải không? Anh nói gì vậy? Hèm mọi có thích Quang Huy không? Tôi thích ai hay không đó là chuyện của tôi. Anh hỏi